uống nhá. Đây, anh sẽ để 10 triệu ở đây. Vân đang khá lo lắng, không biết là Vân uống hết cái cốc này không 10 phút. Nhưng mà vì tiền. No quá mọi người ạ. Xin chào mọi người, lại là mình đây. Hôm nay mình sẽ làm một cái clip vui thách thức cô em của mình uống với cái ly nước ép dưa hấu siêu to khổng lồ này. Thì trong cái clip này thì mình không chia sẻ cái món nước ép mix như các lần trước. Mình chia sẻ cho mọi người, mà cái clip này mình chỉ là mang tính chất là vui thôi. Mình sẽ ép một ly nước ép siêu to như này. Đấy, sau đó là sẽ thách thức cô em gái mình uống hết ly nước ép này, xem là có uống được không. Đấy, thì cái ly này mọi người thấy mình mua ly to không ạ? Đấy, ly này thể tích của nó là 8 lít. Nhưng mà để mà nói thì mình hoặc là các bạn ấy thì liệu có uống được hết ly nước ép này không? Với mình thì chắc là cố nhá, thì chắc là hết được tầm nửa thôi. Đấy là vào lúc mà khát lắm. Đấy, rất là khát. Còn bình thường thì chắc là rất là khó. Đấy, thì ok, thì bây giờ mình sẽ thế này là gọi cô em gái mình vào. Đấy, sau đó là mình sẽ ép cái ly nước ép này. Và mình sẽ đưa ra một cái thử thách cho cô em gái mình. Vân ơi! Ôi, kiếm được ra cái ly to này. To. To thế. To đấy. Còn dưa hấu nữa chứ, nghe em thèm dưa hấu đúng không? Đúng rồi. Hôm qua cô vừa bảo là em mai em muốn ăn dưa hấu. Anh mua cho cô ăn 3 quả. Thế à, em đấy. Đang khát lắm đây. Thế yeah. À, anh muốn làm một ly nước ép dưa hấu. Đấy, to như này. Thì đây là cái ly chúng ta... To này em cũng hết đấy. Thật. Thật. Thật không? Chắc chắn không? Để xem. Ok, thế thì bây giờ cô sẽ hỗ trợ anh là cùng ép cái ly nước ép dưa hấu này. Ép hết, sau đó anh em chúng ta cùng uống. Và anh sẽ để cho cô thử thách với cái ly nước ép này, xem cô uống hết được không. Rồi, bây giờ chúng ta cùng đi ép. Em giúp anh là ép, anh sẽ gọt vỏ của quả dưa hấu này. Mà hai anh em mình đã hoàn thành xong cái món ép dưa hấu này, mọi người thấy không ạ? Rất đẹp, một ly rất to, siêu to khổng lồ. Thì lúc đầu video em có nói là em đang khát nước, đang thèm dưa hấu đúng không? Bây giờ một mình em có thể là uống hết được cái ly này. Đấy, chính xác không? Chính xác. Giờ cho trả lời lại này, liệu có uống hết được cái ly này không? Hết. Hết. Nếu nhá, bây giờ mà uống hết được cái ly này. À, các bạn ạ, nếu mà em tôi uống hết được cái ly này, tôi sẽ dành một cái giải thưởng là 10 triệu đồng. Thật cho không? Chắc chắn luôn, đây, tiền anh đã chuẩn bị tiền cho em rồi. Để
Không được đâu. Bây giờ em phải uống hết ly nước ép này trong thời gian là 10 phút. Lưu ý, không được nôn và được phép đi vệ sinh 2 lần nhá. Không được nôn và được phép đi vệ sinh 2 lần và phải uống hết sạch. Nếu mà còn sót lại hoặc là anh phát hiện là em nôn để em vào nhà vệ sinh em nôn thì coi như là em sẽ không được giải thưởng 10 triệu này. Nào, ok. Rồi, bây giờ em sẽ bắt đầu tiến hành là em uống đi. Đấy. Đây mình sẽ uống nhá. Đây, anh phải để 10 triệu ở đây. Vân đang khá lo lắng, không biết là Vân uống hết cái cốc này không 10 phút. Nhưng mà vì tiền. Rồi, bắt đầu. Lo quá mọi người ạ. Muốn nổ tung luôn đấy. Trời ơi, này làm sao mà thắng đội mình dài rồi. Ôi, em bảo quá. Hết 10 phút. Sao nhỉ? Ôi, mới hết được có một nửa ly nữa. Em tao bỏ ra rồi đây. Khát lắm mà. Chắc là em thua rồi. Thua rồi á? Ừ. Không muốn lấy 10 triệu á? Bây giờ anh khuyến mại thêm vài phút nữa thì sao nhỉ? Khuyến mại thêm cho em vài phút nữa. Em muốn khoảng bao nhiêu? Bao lâu thời gian? Đấy. Trời ơi. 1 phút. 1 phút. No quá mọi người ạ, no quá. Không thể nào biết được. Thực ra thì mình biết là em gái mình không thể uống được hết ly này. Tại vì thực tế là một ly này bây giờ phải 4 người uống, thậm chí 5 người uống không khác thì mới hết được. Tại vì cái ly này của mình nó rơi vào tầm là 8 lít, tính cả đá vào thì nếu mà trừ đá đi thì nó còn tầm 6 lít nước. Nước khá là nhiều đúng không ạ? Thì thôi, bây giờ anh xin phép là nhận lại số tiền này thôi nhỉ. Chờ cơ hội lần sau nhé. Rồi ok, thì đến đây thì mình xin phép là chào mọi người và hẹn mọi người trong cái clip sau. Xin chào.